Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Kiếm Vũ H5 nha anh em. Thì con này là con đa nền tảng nha. Con này là chính thức open server mới nha anh em. Đấy, chính thức open server chính nha. Vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2022 nha anh em. Tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Ngày 22 tháng 11 năm 2022. Chính thức open server chính nha anh em. Đấy. Anh em nhớ vào chơi nha. Thì mấy anh em có thể chơi con này tại cái đường link là kiếm vũ truyện chấm full nha. Đấy, con này đa nền tảng, anh em có thể iOS, Android đều chơi được hết nha anh em. PC rồi ha, rất ok luôn. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em cái quà tân thủ có ba cái code nha anh em. Anh em nhập vào thì anh em sẽ nhận được là như là VIP 10 nè ha, VIP 7 nè, cộng cho thêm 370k kim bảo nha. Tặng thêm cho mấy anh em cái là thời trang vũ khí cánh rồi SSR nha anh em. Đấy, quà VIP nha. Thì cô đi tân thủ thì mấy anh em nhận thêm là 200k kim bảo nha. Thời trang thăng cấp thạch nhân 999 nha, tiên dược thăng cấp thạch nhân 999 nha anh em. Thần binh thăng cấp thạch nhân 99 luôn nha. Đó, tặng cho mấy anh em luôn một cái bộ set đồ đỏ xích tiêu S VIP luôn nha. Đó, rất là ok nha anh em. Ngoài ra mấy anh em có thể tham gia cái sự kiện live share nha. Tham gia sự kiện live share bài viết anh em làm đầy đủ tất cả các bước nha. Ở đây là có 3 bước nha anh em. Anh em làm đầy đủ thì anh em gửi về bay ha, anh em sẽ nhận thêm là 99k kim cương bảo nha anh em. Nó đá cường quả 100k luôn. Đó, ok nha. Thì con này là đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Con đa nền tảng nha, anh em có thể chơi trên mọi thiết bị nha anh em. Đó, ok nha. Thì đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Anh em có thể nạp để chơi game bằng những hình thức ở đây nha anh em, như là ngân hàng ha, ví Momo ha, thẻ cào ha. Đấy. Thì mới là ba cái hình thức này là phổ biến nha anh em. Anh em có thể nạp để chơi game nha anh em. Đấy. Thì anh em có thể nhập cái code trong phần tính năng nha. Trong game nha anh em. Đây, cái phần tính năng này nè. Thì anh em có thể nhập code ở đây nha anh em. Đó. Rồi đây là giao diện game nha anh em. Game đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Server chạy rất là mượt mà luôn. Đấy, anh em thấy mình đang chạy trên PC nha. Đó, rất là ok luôn. Anh em có thể chơi trên mọi thiết bị luôn. Rất là ok nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nha. Server chính nha anh em. Server chính chính thức open vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2022 nha anh em. Tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Đó, chính thức open server chính. Anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.